Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết của miền Bắc, cùng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu suy yếu, khiến cho nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương tăng trở lại. Tại các trạm khí tượng trong khu vực ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất nhiều nơi đồng loạt gia tăng. Sáng có nơi có sương mù, hầu hết vùng núi trời vẫn còn tồn tại rất đậm. Trên hệ thống ảnh mây vệ tinh có ghi nhận được giải mây rông phát triển mạnh ở khu vực vùng biển phía Nam. Hệ thống mây rông này có khả năng gây mưa cho khu vực trong 1 đến 2 ngày tới. Dự báo trong khoảng 5 đến 6 ngày tới, thời tiết của miền Bắc ấm hẳn lên, một hai ngày đầu trời nhiều mây, phía đông của Bắc Bộ và vùng núi ở phía Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, tiết trời ấm nóng như những ngày đầu hạ. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Riêng thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 14, khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của đối gió Đông trên cao hoạt động yếu. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Bộ phận không khí lạnh đang hoạt động ở khu vực miền Bắc sẽ có xu hướng suy yếu dần. Tuy nhiên, thì gió đông đẩy ẩm từ biển thổi vào nhiều hơn, nên tại khu vực thủ đô Hà Nội, dù nền nhiệt độ có tăng nhẹ, song vẫn phổ biến trạng thái nhiều mây, trời âm u và rét. Ngày hôm nay, tại khu vực nội thành, nhiệt độ trong ngày ở mức từ 18 đến 20 độ, với độ ẩm khoảng 80 đến 85%. Trong 1 đến 2 ngày tới, tại khu vực thời tiết còn rét, trời nhiều mây âm u và đôi lúc có mưa nhỏ. Từ sáng đến chiều nhiệt độ tuy có tăng hơn những ngày trước đôi chút, nhưng cảm giác rét vẫn còn duy trì. Tuy nhiên, trong chu kỳ dài từ 3 đến 5 ngày tới, thời tiết của miền Bắc ấm nóng hẳn lên, phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất lên tới 26 đến 28 độ. Mặc dù khối khí lạnh suy yếu nhưng đới gió đông liên tục từ vùng biển đầy ẩm vào đất liền nên khu vực thành phố cảng Hải Phòng duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa phùn và sương mù, độ ẩm ở mức cao khoảng 85%. Nhiệt độ trong ngày có tăng nhẹ so với ngày hôm trước và dao động ở mức từ 18 đến 21 độ. Xu hướng trong vài ba ngày tới, do bộ phận áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng hơn về phía Đông, nên tại khu vực thành phố nhiệt độ có khả năng tăng nhẹ thêm, trời có cảm giác ấm hơn. Theo nhận định từ nay đến Tết tại miền Bắc sẽ có khoảng từ 5 đến 6 đợt rét. Thời điểm rét đậm rét hại từ 13 độ trở xuống sẽ diễn ra từ cuối tháng 12 năm 2012 cho đến đầu tháng 2 năm 2013. Làn rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 12. Chiều ảnh hưởng của những nhiễu động trong đời gió đông từ biển và đất liền, khu vực các tỉnh thành ven biển miền Trung sẽ có mưa rông xuất hiện. Tại thành phố Đà Nẵng, mưa rông tập trung vào đêm và sáng, ngày giảm mưa hơn, nhiệt độ trong ngày từ 22 đến 26 độ, với độ ẩm khoảng 85%. Xu hướng trong 1 đến 2 ngày tới thời tiết có dấu hiệu ít mưa trở lại, nhiệt độ nói chung ít thay đổi, cảm giác chuyển xe xe lạnh còn kéo dài đến gần cuối tuần, sau đó thì nhiệt độ sẽ tăng dần. Liên tục gần hai tuần nay tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành lân cận, sương mù thường xuyên xuất hiện vào sáng sớm. Nguyên nhân của sự hình thành sương mù là do ban ngày trời nắng mạnh và hanh, khoảng chiều tối và đêm độ ẩm tăng cao hơn, cùng với đó là nhiệt độ giảm nhanh, do vậy tại khu vực xảy ra tình trạng mặt đất phát xạ nhiệt và gió yếu nên khi hơi nước bốc lên sẽ ngưng tụ nhanh dẫn đến hình thành sương mù. Dự báo tình trạng sương mù sẽ vẫn còn kéo dài trong vài ngày tới. Sương mù là hiện tượng thời tiết bình thường xuất hiện hàng năm trong hạt sương mù thành phần chính là hơi nước, kèm theo các hạt bụi lơ lửng trong không khí, cho nên khi tiếp xúc lâu với sương mù sẽ gây ảnh hưởng đến các bệnh về đường hô hấp. Trong thời điểm chiều và chiều tối thì khu vực thành phố Hồ Chí Minh trời có chuyển nhiều mây hơn và có mưa nhẹ, vùng ven biển Cần Giờ có mưa nặng hạt hơn, nhiệt độ trong ngày ở mức từ 23 đến 33 độ với độ ẩm từ 65 đến 70%. Bên cạnh đó là tình hình chiều cường đang ở mức cao. Đỉnh chiều cao nhất sẽ xuất hiện trong các ngày 14, ngày 16 tháng 12 năm 2012, tức là ngày mùng 2, mùng 4 tháng 11 âm lịch. Đặc biệt ở các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn Đồng Nai, mức đức đỉnh chiều cao nhất tại trạm Phú An sông Sài Gòn và nhà bè kênh Đồng Điền lên mức 1,6 đến 1,63 m, cao hơn mức báo động 3 từ 0,10 cho đến 0,13 m. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều trong ngày từ 4 đến 7 giờ và từ 16 đến 19 giờ và ngập trên diện rộng. Chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong trường gió đông đang phát triển với khối mây rông dày đặc đang có vị trí ở ngay khu vực vùng biển Vũng Tàu, Cà Mau. Nên ở các tỉnh ven biển trong ngày hôm nay sẽ có mưa rào và rông, có khả năng sẽ là những cơn mưa vừa. Đối với khu vực thành phố Cần Thơ, mây rông cũng phát triển và có mưa nhỏ xuất hiện. Nhiệt độ trong ngày nói chung ít thay đổi và duy trì trong mức từ 24 đến 32 độ với độ ẩm khoảng 60%. Mực nước đỉnh chiều của các trạm vùng cửa sông sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới và ở mức rất cao. Đỉnh chiều cao nhất sẽ xuất hiện trong các ngày 14, ngày 16 tháng 12. Tại trạm Cần Thơ, sông Hậu, đỉnh chiều sẽ lên mức 1,8 đến 1,85 m, sắp xỉ hoặc cao hơn báo động 2 là 0,05 m. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị của kênh VTC14. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!